rất nguy hiểm. Bàn thắng thứ tư đến một cách vô cùng dễ dàng. Lần này là phối hợp trung lộ. Pha lập công là của cầu thủ mang áo số 22, Tachibanada. Tình huống mà phòng ngự United City như mở toang cho các cầu thủ Kawasaki phòng tèo phối hợp, và lại là những quả giật gót mang thương hiệu của Leandro Damião. Đây cảm hứng đậm chất Samba. Ở trong hiệp 1 thì bàn thắng đầu tiên của Kawasaki Phong Tèo cũng có dấu ấn của Leandro Damião với một tình huống giật gót kiểu như thế này. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là ở đợt tập trung vừa rồi thì đội tuyển Nhật Bản đã chia làm hai đội, một đội U24 và một đội tuyển quốc gia. Rất nguy hiểm, quá dễ dàng. Và là bàn thứ 5. Rất có thể đây sẽ lại là một trận đấu thua rất đậm nữa của United City. Tinh thần của họ đã suy giảm quá nghiêm trọng rồi. Các cầu thủ áo vàng đã đứng cả lại khi tưởng rằng Leandro Damião việt vị. Nhưng không, trọng tài đã công nhận bàn thắng. Mặc dù vậy thì anh vẫn có một tình huống chạm bóng rất tinh tế loại bỏ Bintus. Áp sát rất nhanh. Và phối hợp hơi cầu thả Leandro Damião. Chơi lăn xả của cầu thủ phòng ngự bên phía cầu thủ United City, nhưng như vậy vẫn là không đủ. Ngay lập tức đã có một cầu thủ xuất hiện, và đó là bàn thắng thứ 6 dành cho Kawasaki Frontale. Vỡ trận rồi, đây mới phút 70 thôi mà đã thủng lưới tới 6 bàn. Và người lập công đó là cầu thủ mang áo số 22, Tachibanada, một cú hat-trick. Nhưng anh xứng đáng với bàn thắng này khi chính là cầu thủ đã có pha cướp bóng rất nhanh. Và rồi sau đó tự mình kết thúc. Một quỹ đạo của trái bóng có phần rất khó chịu đã khiến cho cầu thủ phòng ngự của United City không thể làm chủ được tình hình. Năm 2021, bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử khi chúng ta sẽ góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hành trình khẳng định sẽ được tiếp tục khi các câu lạc bộ của Việt Nam bước vào sân chơi châu lục. Viettel FC cùng AFC Champions League, Hà Nội FC, Sài Gòn FC với AFC Cup đồng hành cùng các câu lạc bộ Việt Nam trên đấu trường châu lục từ 26 tháng 6 năm 2021 trực tiếp trọn vẹn trên truyền hình FPT và VTC3. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và ứng dụng 4C.